Nám má tàn nhang sắc tố, hướng dẫn trị nám má tàn nhang cho người mới bắt đầu. Cùng tìm hiểu bác sĩ qua video ngày hôm nay. Hello, là bác sĩ đây. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube của Lương Trung Hiếu. Và hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn cái cách để trị nám cho người mới bắt đầu thì cần phải làm gì để có thể hiệu quả. Rồi, phần số 1, đó là về nám. Thì đây là hình ảnh của cái nám hóa điển hình. Tức là nó phải là một cái giác nâu, nâu hoặc nhạt hoặc là nâu sẫm, nhưng mà tập trung thường là thành nám. Và có thể giải rác vùng má, ở mũi, ở môi trên, ở trán hay ở cằm. Nhưng mà bên này thì nó lại không phải nám nữa, nó là hoary nevus. Và rất nhiều bạn gọi một cái tên thân thương, đó là nám chân sâu. Thế thì có nám chân sâu không? Thì câu trả lời là câu từ đấy nó không có trong từ điển đâu, mà do các chị em chúng ta tự nghĩ ra. Thì cái hoary nevus nó sẽ là các cái đốm nhá, nó không phải rát nữa, không phải mảng lớn, mà đốm nâu tròn nhỏ ranh giới rõ. Đây là hình ảnh điển hình này. Hoặc là đối xứng hai bên, và thường là đối xứng. Thì đây là những cái hình ảnh rất là điển hình của hoary nevus, nên là hãy chẩn đoán đúng nha. Và chuyện số 3 nữa, đó là những cái rối loạn sắc tố liên quan đến lão hóa da. Tức là sau khi mà mình sống nhiều thời gian rồi, các bạn có tuổi hơn, thì cũng có thể là nó sẽ sinh ra những đốm nâu như này. Thì tên gọi của nó chỉ có thể là hyperpigmentation, nghĩa là rối loạn tăng sắc tố da. Chứ còn nếu như mà gọi là nám hay là nám chân sâu thì không có đâu. Nhưng mà đặc điểm của những loại này là điều trị rất là khó, vì cái tầng sắc tố nó rất là dài. Phần số 2 đó là thời gian khởi phát. Vậy thì nếu như mà khởi phát sớm thì bao giờ điều trị cũng dễ hơn. Thời gian khởi phát nó cũng sẽ quyết định nên là cái việc là tiến triển của mình nhanh hay chậm. Nếu như mà mới chớm, cái gì dễ đấy, mới bao giờ nó cũng dễ hơn. Nên là có những chị em mà bị nám dưới 1 năm thì thường là tiên lượng rất là tốt. Có thể là chúng ta điều trị được cải thiện lên đến tầm 7-80%, 9%. Nhưng mà đã trên 1 năm, hoặc là có nhiều chị em còn 3 năm, 10 năm rồi thì không thể nhanh được. Phần số 3 đó là cái diễn biến của quá trình trị nám. Trong quá trình này, nếu diễn biến nó càng phức tạp thì cái vấn đề xử lý nó càng khó. Có nghĩa là cái độ đậm của nó càng ngày nó đậm càng đậm hơn, hay là mình bôi cái kem gì lên nó cũng đậm hơn. Tức là diễn biến nó thường theo xuống trầm trọng hơn, hay là mình hôm nay mình tức giận, mình cáu quá mà đậm hơn. Thì cũng có thể vấn đề đây là liên quan đến cái nội tiết tố nữa. Nên là cái diễn biến của ai mà nó trầm trọng theo xu hướng khó hơn thì thường điều trị khó. Còn diễn biến của ai mà nếu như hôm nay mình vui tươi hơn, nó giảm đi này, hay là khi mà thoa mỹ phẩm nó có xu hướng là nó mờ đi nhanh hơn, tức là cái tiến triển của nó thường theo hướng tốt theo nhiều thời gian, thì cái xử trí nó cũng dễ. Nên là chị em cũng phải cân nhắc xem là nếu như mà mình đang theo xu hướng nặng nề hơn ấy, thì cái việc xử lý nó khó lắm. Tiếp theo là số 4 là các cái sản phẩm đã dùng. Nếu như mà chị em mà trị nám bằng sản phẩm chính hãng uy tín mà không có nhiều thành phần như là hydroquinone hay là corticoid, thì cái tiến triển tiên lượng nó sẽ tốt hơn. Hoặc là tiền sử mình đã từng dùng sản phẩm như là tretinoin hoặc là retinol hoặc là C, tức là những cái sản phẩm có cái ưu thế cho việc là chống lão hóa và trẻ hóa da, thì nó sẽ tốt hơn những chị em mà đã dùng cái loại mà liên quan đến corticoid này, lột tẩy hay là ức chế nó quá mạnh đó. Nên là cái gì trong quá khứ mình làm mà tốt thì sau này mình làm nó cũng tốt hơn đấy. Nên là cũng có nhiều chị em bác sĩ biết rằng là nếu như đã từng dàn các cái bôi các loại mà nó quá mạnh ấy, hay là corticoid, thì khi mà nhắn tin nhờ bác sĩ cách routine thì phải kể rõ nhé, vì nhìn ra tôi biết rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ phải không nói đúng sự thật ấy, thì mình lên đầu tiên nó khó lắm. Nên là khi mà trị nám thì phải nhớ nhá, nếu mình chưa có đủ kinh nghiệm thì hãy cố gắng xem hết cả cái series của bác sĩ Hiếu về hướng dẫn cách trị nám cho người mới bắt đầu. Thì khi mà mình xem hết cả series này, các bạn cũng có nhiều kiến thức hơn, thì mình chọn nó đúng hơn. Không là nhiều khi là mình mua phải sản phẩm kém chất lượng thì nó khó. Phần số 5 nó là cái kỳ vọng khi các bạn trị nám. Kỳ vọng ở đây có nghĩa là nếu như mong muốn cải thiện tầm 100%, 99% thì không có đâu. Đã là nám má 100% thì không có. Những cái nghiên cứu chỉ ra rằng trung bình có khoảng 67% là tốt lắm rồi. Còn có những chị em thì mong có cải thiện 3-4%, 5% là tốt rồi. Chứ còn mình kỳ vọng quá thì có thể đặt câu hỏi là mình nám một chục năm rồi mà bôi có vài tháng khỏi thì không có đâu. Làm gì có chuyện đấy. Nếu như mà chị nám nhá, nặng như thế này, các bạn có thể đẹp hơn, trẻ hơn, thì theo các bạn là nó đáng giá bao tiền? Thế có nhiều chị em là mua cái sản phẩm một tầm 100-200 nghìn thôi mà mong nó cải thiện, thì thực tế thì không phải, nó về tài chính nó hơi bị nhạy cảm, nhưng mà tiền nào của đấy nó luôn đúng đấy.
nếu mà chị em mà có tài chính một chút mà đầu tư sản phẩm nó xịn sò hơn, có nghiên cứu cũng đàng hoàng ấy, thì chắc chắn nó đang hiệu quả cao hơn rồi. Còn nếu như mà mình lại dùng sản phẩm nó trôi nổi, sản phẩm không rõ nguồn gốc, giá thành thì nó rẻ, đánh vào tâm lý tham rẻ thì nó không ổn được đâu. Nên là phải rõ ràng là cái kỳ vọng của mình và cái mức độ tài chính thì khi mà mình chọn lựa phương pháp nó mới hiệu quả chứ, đúng không? Điều số 6, điều cuối cùng của video này là bình tĩnh, kiên trì sẽ đến đích. Thì nó là một cái mà mình cần phải theo lâu dài. Tức là mình sẽ cần phải có rất nhiều giai đoạn tấn công này, đoạn duy trì này, giai đoạn là theo dõi tiến triển. Thế thì mỗi một giai đoạn chúng ta lại có những cái sản phẩm khác nhau và có cái đi kèm khác nhau, hay là thậm chí nhiều loại phải có thêm vào đường uống nữa. Vậy thì nếu như mà chúng ta không bình tĩnh kiên trì, có khi là đang gần đến đích rồi bạn dừng lại thì mình mất công đi từ đầu. Và mỗi sản phẩm nám ấy, người ta thường theo dõi tối thiểu là 8 tuần, sau đó là 8 tuần mà có ổn hay không ổn thì đều thay đổi. Nên là cái routine cho nám người ta thường thay đổi trong 2 tháng một lần ấy. Thế nên là nếu bạn mà đang theo một cái routine của ai đó thì hãy theo dõi tiếp cái tiến triển của mình và kiên trì ít nhất là 6 tháng, tức là nửa năm. Thì sau nửa năm mà không có một chút tiến triển nào thì thường là sẽ phải thay đổi phác đồ rồi. Đó, thì đây là 6 điều mà bác sĩ cũng mong muốn các bạn sẽ nhận ra để mình chọn cho mình cái giải pháp nó đúng hơn. Vì đến cái tuổi mà mình có thể là có cuộc sống hạnh phúc rồi thì quay trở lại cái nhan sắc của mình nó đi xuống quá. Thì rất mong chị em là sẽ theo dõi hết cái series này để hiểu rõ về cái nám má của mình để có thể làm cho mình đẹp hơn, tự tin hơn. Ok, và nếu bạn thích series này đừng quên like, subscribe và chia sẻ để nhiều người có thông tin hữu ích. Bye bye, xin chào.